cho chó lớn. Cái này là yếm và dây dắt luôn, dây dắt này cũng dài 1m2. Yếm. Ok, mấy cái thông số về cái chiều ngang giữa hai chân trước thì mình có ghi ở trong bài, các bạn xem thêm giùm mình. Rất là chắc chắn. Này là police dog, chó cảnh sát dùng cho chó nghiệp vụ. Ở phía trong nó có điểm. Như vậy thì chó khi mà mình sử dụng trên chó, chó nó sẽ không bị đau hay là nó không có bị phồng. Ok, rất là chắc chắn. Chỗ này là có gút. Chỗ này là có cái đồ mở ra mở vô được. Ok. Đây là cái đầu móc vào. Hiện giờ thì cái cọng dây dắt này dài 1m2 các bạn. Tại nó gì mình để gì luôn chứ mình không có mở ra ăn chi. Mình bán mà mình khui ra trước nhiều khi nó mắc giá chị. Ok, đây là cái loại nhỏ nghe các bạn. Có hai loại, cái này là cái size M. Mình giới thiệu thêm các bạn size L. Ok, size L thì nó lớn hơn chút. Thì cái chiều dài nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà chẳng hạn như cái này chiều ngang thì nó lớn hơn chút. Chiều ngang này nó lớn hơn chút, lớn hơn ở bên đây một chút. Ok. Rồi, hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn ba combo này, mình nghĩ là với giá rẻ mà đẹp. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.